Khi chúng ta báo tin cho bác là anh Bảy đã bắn rơi 7 máy bay, thì bác lập tức ra chỉ thị: giữ chú Bảy lại, không cho bay nữa, bay nữa có thể chết các đồng. Phỏng vấn anh Bảy về cái chi tiết này này, anh trả lời giản dị lắm. Anh bảo: tao còn sống được đến giờ này là nhờ có bác Hồ. Bác không cho bay nữa mà, chứ bay thì có thể chết. Thế mà sau này khi nghe tin bác mất, vừa bay vừa khóc. Bay chống lại kẻ thù thì dũng mãnh như thế, bây giờ bay vĩnh biệt bác thì vừa bay vừa khóc. Anh ấy kể là nhìn xuống mặt đất mà chỉ muốn khóc. Một biển người kín đặc thế này, một biển người ở Ba Đình vừa khóc vừa giơ tay thề vĩnh biệt bác, thì trên máy bay chúng tôi cũng vừa bay vừa khóc. Người như thế đã về với bác.